Sáng ngày 21 tháng 6, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an thông tin, qua một ngày triển khai kế hoạch của Bộ Công an về tăng cường xử lý nồng độ cồn, xe quá tải, quá khổ, cảnh sát giao thông cả nước đã xử lý hàng nghìn trường hợp vi phạm. Theo đó, ngày đầu tiên cả nước xảy ra 35 vụ tai nạn giao thông, làm 19 người tử vong và 20 người bị thương. Trong đó, các vụ tai nạn và số người tử vong phần lớn xảy ra trên tuyến đường bộ. Về tuyến đường bộ, Cảnh sát Giao thông Công an các địa phương đã kiểm tra xử lý và phát hiện hơn 5.500 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 5 tỷ đồng, tạm giữ 120 xe ô tô, hơn 1.200 xe mô tô. Các đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc, Cục Cảnh sát Giao thông đã kiểm tra, lập biên bản 80 trường hợp vi phạm, phạt tiền 177 triệu đồng, tước giấy phép lái xe đối với 29 trường hợp, tạm giữ 1 phương tiện. Qua hệ thống camera giám sát thuộc Cục Cảnh sát Giao thông đã phát hiện 129 trường hợp vi phạm. Theo đó, qua một ngày, xử lý người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới vi phạm về nồng độ cồn phát hiện 636 trường hợp. Ngày đầu tiên, cơ quan chức năng xử lý hơn 660 trường hợp vi phạm về tốc độ. Cơ quan chức năng cũng xử lý hơn 120 phương tiện vận tải hàng hóa vi phạm quy định về cơi nới thùng xe chở hàng quá tải trọng, quá khổ.